không nghe nói. Sao không? Anh yêu vợ, anh không sợ vợ, hiểu không? Tôi nói sao vợ không? Có. Sao không? Có. Mọi người nói anh đã không sợ à? Đúng. Không sợ vợ à? Đúng. Này. Sợ vợ một tí. Phi đúng. Nói một. Phi nói một. Sợ vợ không? Sợ vợ một tí. Không. Vợ sợ không? Sợ không? Vợ sợ không à? Vợ không. Có sợ. Phi nói anh đặt sợ vợ không? Có. À, vợ có sợ. Phi nói à, anh đặt sợ không? Sợ cái gì? Vợ. Vợ gút. Anh sợ vợ. Vợ không gút. Vổ phát chết. Vợ anh đặt gút không? Gút. À, sợ không? Có. Sợ không? Mai nhá, anh lép anh TikTok shop. Nha, bye bye. Assalamu alaikum. Kabur ya, dia kabur emang bocah. Kabur dia, tuh kan. Pengen ku geragot. Kamu naik.